Yeah! Anh Mai đâu anh Mai ơi? Mai Vũng Tàu không? Yeah! Anh Mai Vũng Tàu đâu rồi? Oh yeah! Đại gia đâu có lý được các bà con, không vừa các bà con. Ai mà cần máy tắt ngang không khói á, cao cấp là đại gia Mai Vũng Tàu bà con. Rồi xin mời chúng ta cùng Mai. À. Ai cần tân gia nhà bếp cao cấp nha, liên lạc Mai Vũng Tàu nghe. Extreme nghe. Harbor Lilac với lại Indonesia nghe bà con. À. Tôi hát nữa. À, Mai Vũng Tàu bà con, Extreme nghe bà con. Harbor and Lilac and Indonesia. Chào quý vị khán giả. Gần bên ở bên là cả. Tuần muốn được hát đây là phải hối lộ ban nhạc, còn đây là mình bị dựng nha quý vị. Yeah. Để đáp lại thăm mộ của 10.000 khán giả tại đi viện PLT, Mai xin gửi quý vị bài Dị Vãng Cuộc Tình. Yeah, anh em ơi. Ai cần report đồ cao cấp nhà bếp liên lạc Extreme Air nha bà con. Extreme Air nha. Harbor Lilac and Indonesia nha bà con, cần bạn gói bên à. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau. Mà sao không thể tha thứ, cho nhau ngàn lần. Đã lỡ rồi từ ngày em ra đi, để trái tim ta đã mãn thương đời. Ta mới tìm về lại nơi chốn cũ, tìm chung thương ấm cùng chân để làm gì.
không thể tha thứ. Oh yeah, anh Trương ơi, là cho Trương. Nhau oh. Cho oh. Nhau oh. Trời, nó đua nhau, trời ơi, vũ sư đua nhau mà con ơi. Trời ơi. Trời ơi, vũ sư Trương, vũ sư chào đua nhau mà con ơi. Trời ơi, hay quá, anh May và Xem Mê ơi. Hay quá. Trời ơi, May ơi, anh May vũ sư à. Anh May Xem Mê. Hay quá. Đây cũng là một cái vũ sư nè, vũ sư hút mà còn đứng kìa, đây vũ sư luôn nè, vũ sư hút này cũng đứng là chịu thua luôn nè. Ai cần remodel nhà bếp cao cấp nhớ liên lạc anh Mai Dũng Tàng bà con. Streamer ở Harbor giữa đường Lê Lắc và đường Indenture gần nhà băng băng ốc này các bạn. M14554-9000. Thứ nhất là Richard là người tập sổ số cho chúng. Nhớ nói khách của Jimmy thì được tặng mình là một nhà băng.